6 cấp ngày 14 tháng 10 năm 2014 do công an tỉnh Nam Định đúng không ạ? Vâng. Xin hỏi bác Đinh Văn Thứ, tại thời điểm hiện tại bác có quan hệ như thế nào với lao động Đinh Văn Tự ạ? Tôi là bố của cháu Đinh Văn Tự. À, bác Thứ sinh được mấy người con? Tôi 5 người con. Tự là thứ mấy ạ? Thứ nhất ạ. Tự đã có vợ chưa? Dạ có rồi. Vợ tên là gì? Nguyễn Thị Diệu. Hai vợ chồng có đăng ký kết hôn không? Có. Hiện nay còn trong hôn nhân không? Còn. Chị Nguyễn Thị Diệu là vợ pháp của Tự. Chị Nguyễn Thị Diệu có đồng ý cho Tự đi Đài Loan lao động xuất khẩu không? Có. Ok. Xin hỏi bác Đinh Văn Thứ, bác là bố đẻ hợp pháp, là người đại diện gia đình. Bác có đồng ý cho con trai của bác là Đinh Văn Tự đi Đài Loan lao động xuất khẩu không? Có đồng ý. Để đi lao động xuất khẩu Đài Loan này, Tự và gia đình phải đóng cái phí xuất cảnh cho công ty là bao nhiêu tiền? 4.000 đô. 4.000 đô gì? 4.000 đô la Mỹ. À, 4.000 đô la Mỹ. Ngoài phí 4.000 đô la Mỹ ra thì có phải đóng gì khác không? Không. Bác Đinh Văn Thứ là bố đẻ hợp pháp và là người bảo lãnh hợp pháp cho con trai của bác là Đinh Văn Tự. Bác đã hiểu rõ trách nhiệm dân sự của bác về tư cách người bảo lãnh được quy định ở điều 35 nghị định 95 thủ tướng chính phủ. Nếu như con trai bác mà vi phạm cái điều luật này, phá vỡ hợp đồng bỏ trốn ra ngoài, lôi kéo người Việt Nam khác bỏ trốn, hết thời gian lao động bỏ trốn không về nước, thì bác phải bồi thường 100 triệu Việt Nam đồng. Bác có đồng ý không? Bác hiểu rõ nội dung điều luật chưa? Có ai ép buộc hai bố con bác không? Tại thời điểm hiện tại này, sức khỏe và tinh thần của bố con bác có bình thường và minh mẫn không ạ? Vâng, xin cảm ơn. Xong rồi ạ. Tiếp theo, để chưa có cái bản đấy để đọc cho mày con. Đây rồi. Xin mời lao động Trần Công Cường. Được chưa? Lao động Trần Công Cường sinh ngày 9 tháng 7 năm 1993. Vâng, có người bảo lãnh là bác Trần Công Hòa. Bác Trần Công Hòa có số chứng minh thư nhân dân là 168-618-080, cấp ngày 25 tháng 4 năm 2015 do công an tỉnh Hà Nam cấp. Xin hỏi bác Trần Công Hòa tại thời điểm hiện tại bác có quan hệ như nào với lao động Trần Công Cường? Tôi là bố của Trần Công Cường. Bác Hòa sinh được mấy người con? Sinh được ba. Cháu Cường là cháu thứ hai. Cường thứ hai. Cường đã có gia đình riêng chưa? Chưa. À. Bác Trần Công Hòa là bố đẻ hợp pháp của lao động Trần Công Cường, là người đại diện gia đình. Bác có đồng ý cho con trai bác là Trần Công Cường đi Đài Loan lao động xuất khẩu không? Để đi lao động xuất khẩu Đài Loan thì Cường và gia đình phải đóng cái phí xuất cảnh công ty là bao nhiêu tiền? 4.000 nghìn đô la Mỹ. À, 4.000 đô la Mỹ. Ngoài phí 4.000 đô la Mỹ ra phải đóng gì khác không? Không. Bác Trần Công Hòa là bố đẻ hợp pháp và là người bảo lãnh hợp pháp cho con trai của bác là Trần Công Cường. Bác đã hiểu rõ nội dung cái điều 35 nghị định 95 thủ tướng chính phủ chưa? Bác có đồng ý không? Có đồng ý. À, có ai ép buộc thì hai bố con bác không? Không. Tại thời điểm hiện tại này, sức khỏe và tinh thần của bố con bác có bình thường và minh mẫn không? Có. À, xin cảm ơn. Xong rồi ạ. Làm nốt nhà mình đứng dậy. Bác là người bảo lãnh một à? Bác là Trần Văn Đoan à? Đoan à? Diện Diệu. Trần Văn Diện. Vâng. Trần Văn Diện. À, lao động Trần Văn Hiệp của sinh ngày 28 tháng 9 năm 1990. Đúng à, có người bảo lãnh là bác Trần Văn Diện. Bác Trần Văn Diện sinh ngày 10 tháng 3 năm 1966. Bác Trần Văn Diện có số chứng minh thư nhân dân là 151737974. Vâng. Cấp ngày 17 tháng 9 năm 2004. Do công an tỉnh Thái Bình cấp đúng không ạ? Vâng. Và xin hỏi bác Trần Văn Diện tại thời điểm hiện tại có quan hệ như nào với lao động Trần Văn Hiệp ạ? Bố con. Bác là bố? Vâng. Bác Diệp mà sinh được mấy người con? Sinh hai. Diệp là thứ mấy ạ? Diệp là thứ nhất. Vâng. Diệp đã có gia đình riêng chưa? Chưa. Bác Trần Văn Diệp là bố đẻ hợp pháp của lao động Trần Văn Hiệp. Vâng. Là người đại diện gia đình. Vâng. Bác có đồng ý với con trai bác đi để lao động xuất khẩu không? Đồng ý ạ. Để đi lao động xuất khẩu Đài Loan này thì gia đình mình phải đóng phí xuất cảnh công ty là bao nhiêu tiền? 1.000 đô la Mỹ. 1.000 đô la Mỹ. Ngoài cái phí này ra bác phải đóng gì khác không? Không. Bác Trần Văn Diệp là bố đẻ hợp pháp và là người bảo lãnh hợp pháp cho con trai của bác là Trần Văn Hiệp. Vâng. Bác đã hiểu rõ trách nhiệm dân sự của bác về tư cách người bảo lãnh. Nếu như con trai bác vi phạm cái điều 35 nghị định 95 thủ tướng chính phủ, bác phải
phải bồi thường tổn thất 100 triệu đô đồng, bác có đồng ý không? Đồng ý ạ. Có ai bồi thay bố con bác không? Không ạ. Tại thời điểm hiện tại này, sức khỏe và tinh thần của bố con bác bình thường và minh mẫn không? Có ạ. Vâng, xin cảm ơn bác và em ạ. Đi chỉ định ạ.